anh em thấy không ạ, Madasi 5 này đấy bị xẻ xuống rồi mà anh em có dùng cái lại keo cái dán ở đây nha, cũng không ăn thua đâu nhá. Đây anh em thấy không ạ, thì mà nó đã xẻ xuống rồi, rủ xuống rồi đây đấy, nó đã nát với cái này, nó cái là cái nỉ ép nhiệt nhá, sau khi nó ngấm ở đây thì nó sẽ rã ra, nó sẽ nát hết ra như này. Anh em có dùng bất kỳ cái vật liệu gì có dán thêm mà thì đi nó cũng không thể bám ở lại được. Đây anh em thấy không ạ, đấy. Đấy, cái tình trạng nó sập xệ như này đấy. Anh em hãy chờ cái kết quả mà bên em sau khi em xử lý xong thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Vâng, anh em có thể đây, anh em nhìn thấy đây là cái trước lồng bè con chiếc xe Mazda CX-5 hôm vừa rồi em vừa mới quay cho anh em mà nó bị xệ xuống gắn keo hết đúng không ạ? Nhưng đây là sau khi bên em hóa cứng lồng bè, hóa cứng xong thì chiếc xe đã trở lại với cái form nguyên bản này anh em có thể thấy đấy. Đấy, sau khi hóa cứng lại thì cái form đã trở về với lại cái nguyên bản của chiếc xe này. Form dán được chuẩn chỉ này, cứng bao cho anh em là không bị sập xệ nha anh em đấy. Anh em nhìn thấy không ạ? Form chuẩn về đây. Ở đây anh em thấy không, form nó sẽ chuẩn về trong cái mép của cái nguyên bản như thế này anh em thấy không ạ, không bao giờ bị sập xệ, nó không bao giờ xệ xuống nữa nha anh em nhá. Và cái này sau khi phủ xong cái này sẽ chống bám nước, anh em yên tâm 100% là cái này nước sẽ không còn ngấm vào đây được nữa, khi mà nước không ngấm vào đường nữa thì nó sẽ không bị xệ được nữa và không bị mất form nữa.